Này phát nóng nha nè. Cho con. Chó mới nở luôn. Xào lăn. Này nó khè khè. Cho con này khè lông đi. Anh em đợi đi, chỉ cần chín này ấy cho anh em coi. Chó con mà xào lăn. Anh em thấy ngon chưa? Hai con. Chưa. Nữa. Ngon rồi chưa? 30 giây. Ngon không? Nó mềm hơn mấy chó bự, nó dai, mấy chó nhỏ vậy ngon. Này khỏi nước dừa ha, tại chó nhỏ nó mềm. Nhiều nước là chín nè.